Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hiện trường vụ cháy nhà trọ kinh hoàng làm 14 người tử vong ở Trung Kính, Hà Nội. Hiện trường vụ cháy nhà trọ Trung Kính, Hà Nội khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi cổng và biển hiệu cửa hàng mua bán sửa chữa xe đạp, xe máy điện trước nhà số 1, ngách 43/98/31, Trung Kính trơ khung sau vụ cháy. Lửa bốc lên khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, nhanh chóng bao trùm ngôi nhà, rộng khoảng 150 m² với hai khối độc lập nằm đối diện nhau, ở giữa là khoảng sân rộng 55 m². Vụ hỏa hoạn khiến 14 người tử vong. Sân nhà chứa nhiều đồ, là nơi buôn bán sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Nhiều nhân chứng nghe thấy tiếng nổ phát ra từ đám lửa. Cánh cửa gỗ của một căn phòng cháy thành than, kính vỡ vụn, nhiều mảnh tan chảy cho thấy sức nóng của ngọn lửa. Nhiều mảng tôn ban công của ngôi nhà bị cháy đen, ám khói. Khối nhà nơi chủ ở cao 2 tầng 1 tum với 2 phòng, phần cho thuê trọ cao 3 tầng, được chia thành 12 phòng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà. 3 người đã được cứu theo hướng tiếp cận này. Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà nằm trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bất ngờ xảy ra cháy lớn. Theo người dân chứng kiến vụ việc, ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng, tại tầng 1 có cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy và các chiến sĩ đến hiện trường. Do ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, rộng chưa đến 2 mét, cách xa mặt đường Trung Kính hơn 200 mét, nên xe chữa cháy không thể tiếp cận tận nơi. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường Trung Kính vào hiện trường để chữa cháy. Thống kê ban đầu, đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương, đều là người ở trọ trong khu nhà trên. Bên ngoài, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này đang được điều tra. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng được giao điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng sớm ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy, chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, tiến hành công tác cứu nạn, cứu hộ. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tới hiện trường sáng sớm ngày 24 tháng 5 để chỉ đạo công tác khắc phục, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Công an thành phố Hà Nội cũng đang chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp cùng chính quyền địa phương sở tại để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở, nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m, ngõ 43/89/31, phố Trung Kính đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30 m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, 1 tum, bố trí sân phơi thoáng, một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m² trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m². Phần diện tích còn lại khoảng 55 m² là sân trống, bố trí để xe máy, xe đạp điện. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở trên tổng số 13 phòng cho thuê. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức. Nhân chứng bàng hoàng kể về biển lửa bùng lên ở dãy nhà ven kênh ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối 1 tháng 4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy dãy nhà cặp kênh Tàu Hủ, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 22 giờ đêm 1 tháng 4, hàng chục người dân tập trung trước hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, gần hiện trường vụ cháy dãy nhà liền kề cặp kênh Tàu Hủ để theo dõi. Trong đó, có một số người là chủ các căn nhà sát vị trí xảy ra cháy, họ được sơ tán ra ngoài để đảm bảo an toàn. Một người dân 61 tuổi cho biết căn nhà của bà bị thiêu rụi do cháy lan. Áo quần, giấy tờ và nhiều tài sản bên trong như tivi, tủ lạnh bị cháy rụi hoàn toàn. Tôi nghe con trai hô, mẹ ơi có cháy, nên ôm đứa cháu tháo chạy, không kịp mang theo gì. Mọi người thấy tôi đi chân không nên cho đôi dép, cháy không còn quần áo để mặc luôn. Bà buồn bã nói và cho biết số tiền vài trăm nghìn đồng dành dụm bà bỏ trong áo cũng bị cháy. Bà Liêm và người thân phải ngủ nhờ hàng xóm vì nhà không còn. Là một trong những người tham gia dập lửa, ông Nguyễn Hồng Thanh, 59 tuổi cho biết, ông vừa đi công việc về đến nhà thì người em hô có cháy. Ông Thanh cùng nhiều người vác bình chữa cháy cá nhân đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh nên mọi người bất lực và phải rút lui, di chuyển đến khu vực an toàn. Tôi cầm bình chữa cháy chạy đến thì lửa đã lớn lắm rồi. Người già, trẻ em đều được chúng tôi đưa ra ngoài. Ngọn lửa cháy gần tới nhà tôi thì cứu hỏa mới tới. Rất may, lực lượng chữa cháy đến kịp, nếu không sẽ lan sang cả dãy nhà bên trong con hẻm, ông Thanh cho hay. Một người dân khác cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bà đang ở nhà với con trai 10 tuổi. Nghe hàng xóm hô hoán, bà khóa bình ga ở bếp vì sợ nổ và lấy tài sản quan trọng rồi ôm con trai 10 tuổi chạy ra ngoài. Theo bà, vị trí xảy ra cháy là xưởng gỗ, có nhiều nhà dân liền kề. Căn nhà của bà cách xưởng này chỉ vài bước chân, hàng xóm nhậu trước xưởng gỗ cũ thấy cháy nên hô hoán. Tôi chỉ kịp ôm một số giấy tờ quan trọng rồi cùng con trai tháo chạy, bà kể lại. Tương tự ông Thắng khoảng 50 tuổi, chủ căn nhà gần xưởng gỗ cho biết, ông đang xem tivi ở trong nhà thì hàng xóm đang nhậu phía trước hô hoán có cháy. Ông chạy ra xem thì thấy lửa bùng phát dữ dội rồi lan rộng. Lúc này, người dân xung quanh mang bình chữa cháy chạy sang dập lửa nhưng không thành. Đám cháy sau đó lan rộng khiến các hộ dân hốt hoảng tháo chạy. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 19h40 ngày 1 tháng 4, đơn vị nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ nằm trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8 và đã điều động 3 đơn vị đến chữa cháy. Lúc 20h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tổng diện tích cháy là 470 m2. Trong đó, cháy hoàn toàn 50 m2 nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150 m2 diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320 m2 diện tích bãi vật liệu gỗ cũ. Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chữa cháy bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120 m2. Dãy nhà liên kế bên phải căn nhà bị cháy hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều căn nhà, tài sản. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Liên quan đến vụ cháy tại gara sửa chữa ô tô Kim Thu, địa chỉ tại số 61 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Công an thành phố Cần Thơ cho biết lúc 10h30 ngày 28 tháng 2, nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ điều 9 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa. Đến khoảng 1 giờ sau, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục bơm nước làm mát hiện trường, ngăn lửa bùng lên. Gara Kim Thu nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 với thiết kế một trệt, 2 lầu. Một nhân viên của gara cho biết khoảng 10h30 cùng ngày, khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau gara rồi lan mạnh ra khu vực phía trước và kho chứa hàng hóa, phụ tùng ô tô. Trong khoảng 1 giờ, khói lửa bao trùm toàn bộ gara, thiêu rụi 2 ô tô đang được sửa phun sơn ở tầng trệt và nhiều ô tô ở tầng 1. Tầng 2 có nhiều thiết bị phụ tùng cũng bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện máy bơm ở phòng sơn. Nhân viên của gara này cho hay vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm khoảng 10 ô tô của khách hàng bị hư hỏng, cùng nhiều thiết bị phụ tùng bị cháy, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó khuya 27 tháng 2, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán đồ gỗ trên đường Cộng Hòa. Khoảng 20h40 cùng ngày, lửa kèm khói bùng lên tại tầng trệt cửa hàng có nhiều tủ thờ bằng gỗ ở đường Cộng Hòa, phường 4, nằm gần cầu vượt Lăng Cha Cả. Hàng xóm thấy cháy nên dùng bình chữa cháy mini dập lửa, song bất thành do cửa hàng đang đóng cửa. Ít phút sau, đám cháy bùng lên, lan rộng sang nhà bên cạnh cũng chuyên bán đồ gỗ. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Tân Bình điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Một cụ bà ở gần căn nhà cháy đã bị ngạt khói và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Cũng trong ngày 27 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà, khiến một người chết, một người bị thương. Vào trưa cùng ngày, khói và lửa bốc lên nghi ngút từ một nhà dân ở ấp Quảng Đà, xã Đồng Hòa, huyện Trảng Bom. Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và tiến hành dập lửa. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường, phá cửa dập lửa cứu người. Đám cháy được khống chế sau đó. Lực lượng chữa cháy phát hiện ông Đào Duy Đức, 49 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, bất tỉnh ở khu vực nhà bếp liền sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại phòng ngủ, cảnh sát phát hiện một người khác chưa rõ danh tính đã tử vong. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong ngôi nhà hư hại. Theo người dân, ngôi nhà bị cháy trước là tiệm cầm đồ. Nguyên nhân vụ việc có thể do cháy nổ bình ga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!